Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị VBM giới thiệu máy thái lát dạng đề bàn. Model VKHSD-B2C, xuất xứ hãng Watanabe Nhật Bản. Với công suất thiết kế khoảng 30-50 lần trên phút tùy theo nguyên liệu. Máy thái lát dạng đề bàn với các ưu điểm: thiết kế hợp lý, vận hành ổn định, tiếng ồn nhỏ. Miếng thái có thể điều chỉnh độ dày mỏng dễ dàng từ 1-20mm với chuyển động bằng bánh răng. Máy thích hợp dùng để gia công thái lát miếng các sản phẩm thịt cá đông lạnh như thịt lợn, thịt mỡ, thịt dê, thịt bò và các loại thịt khác. Với vật liệu chế tạo, lưỡi dao nhập khẩu từ Đức, motor của Nhật, vỏ ngoài làm bằng hợp kim nhôm, bề mặt xử lý chống ăn mòn, lau chùi vệ sinh dễ dàng. Máy với thiết kế nhỏ gọn, vận hành đơn giản, phù hợp với các cơ sở kinh doanh, hệ thống lẩu, nướng, buffet, chuyên cắt lát các loại thịt đông lạnh với kích thước và hình dáng đẹp mắt, tiết kiệm nguyên liệu và nhân công. VBM, chuyên nghiệp xuất phát từ sự chân thành,